không còn là cảnh báo mà thực tế thì gần đây cũng đã có nhiều người thương vong do thời tiết cực đoan. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa xảy ra vụ việc hai chị em bị xét đánh trong lúc trèo lên cây keo chặt cảnh nhánh. Ngày 2 tháng 7, đại diện khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đang điều trị tích cực cho nữ bệnh nhân 45 tuổi bị xét đánh khi đang trèo chặt cây. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 7, Nữ bệnh nhân và em gái 41 tuổi treo lên cây keo để chặt các cảnh nhánh làm trụ cho cây hồ tiêu leo. Thời điểm này, trời đổ mưa rông, xét đánh trúng khiến cả hai chị em đều rơi xuống đất. Được biết, người chị leo lên cây có độ cao 2m, còn người em leo lên cây có độ cao 4m. Ngay sau đó, hai chị em được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng người em không qua khỏi. Người chị được bệnh viện sơ cứu chuyển vào bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định.